khách quốc tế tìm kiếm thông tin về du lịch Việt Nam tăng đáng kể. Theo Tổng cục Du lịch, dữ liệu phân tích của Google Destination Insights cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang có xu hướng gia tăng. Đây là dấu hiệu khả quan cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt trong sự nỗ lực hồi phục du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới. Theo đó, từ đầu tháng 11 năm 2021 đến nay, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam, hàng không và lưu trú có xu hướng tăng dần đều. Đặc biệt, từ đầu tháng 12 năm 2021, lượng tìm kiếm đã tăng mạnh. Ngay sau khi Việt Nam khởi động chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế quay trở lại 5 địa phương là Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh sau gần 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19. Trong tháng 10 năm 2021, lượng tìm kiếm về hàng không tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, sang đầu tháng 12 đã tăng 167% so với cùng kỳ, đến cuối tháng 12 tăng 282%. Trong khi đó, lượng tìm kiếm về cơ sở lưu trú đầu tháng 12 năm 2021 cũng bắt đầu cao hơn rõ rệt, cộng 31%. Thời gian cuối tháng 12 có lúc cao hơn 67% so với cùng kỳ và tiếp tục duy trì ở mức cao khi bước vào đầu năm 2022. Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, chương trình thí điểm đón khách quốc tế tính đến hết năm 2021 đã đón khoảng 3.500 lượt khách có hộ chiếu vaccine theo hình thức du lịch trọn gói. Từ tháng 11 năm 2021, Tổng cục Du lịch cũng đã chính thức triển khai chương trình truyền thông Live Fully Việt Nam gắn với bộ nhận diện thương hiệu du lịch quốc gia Việt Nam Thamnet Cham để thu hút khách quốc tế trở lại Việt Nam, đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam trên website https://vietnam.travel và các mạng xã hội của Tổng cục Du lịch với những thông tin, hình ảnh hấp dẫn. Để thí điểm đón khách quốc tế, Bộ Y tế đã ban hành công văn 10.688/BIT/NGT/2021 về việc phòng chống dịch COVID-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi nhập cảnh 72 giờ sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong 3 ngày kể từ sau khi nhập cảnh vào Việt Nam. Thực hiện xét nghiệm PCR vào ngày thứ 3, nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ khi nhập cảnh. Đồng thời, ngày 3 tháng 1 năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có ý kiến chỉ đạo, giao các bộ, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, công an, quốc phòng, ngoại giao, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông và Ủy ban Nhân dân thuộc 7 tỉnh, thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Định và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bảo đảm an toàn, hiệu quả. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu triển khai điều chỉnh hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam để phù hợp với các quy định hiện nay. Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch, những chính sách và phản hồi từ thực tế là những điều kiện thuận lợi để ngành du lịch Việt Nam tiếp tục mở rộng đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới, lấy lại đà tăng trưởng, hướng đến mở cửa hoàn toàn khi điều kiện cho phép. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.